một, oh, oh. Gia đình là số một, oh, oh. Yeah, gia đình là số một. Xoay vòng những âm thanh sao thật thân thương, tiếng nói ấm áp của gia đình, và có khi là những âm thanh thật chát chua. Ôi cãi vã đến đau đầu, không ai ở trên đời này có thể lựa chọn nơi chúng ta được sinh ra. Dù thế nào phải luôn nhớ, chẳng cách gì để thay đổi. Vì chẳng có nơi đâu đáng yêu hơn chính nơi đây, chẳng nơi đâu yêu thương nhau hơn chính gia đình này. Dù ngày mai tương lai có nơi thay, ta vẫn luôn sát vai. Gia đình là số một, oh, oh. 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 Gia đình mình cuộc đời sẽ không ai bận chuyện linh tinh. Gia đình ta dù ra sao vẫn cứ thế khăng khít bên nhau. Dù lắm lúc có những khi vô tình, nhưng sẽ không qua được gia đình mình. Mọi người ơi, mọi người à, dù anh em đã nói như thế là gia đình mình mãi là số một, và gia đình mình sẽ mãi là số một. Yeah. Gia đình là số một, oh, oh. 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 Yeah, gia đình là số một. Nhìn cá tươi thiệt ha. Ồ, cái này là cá hả cô? Đó rồi, con không biết loại cá này hả? Lần đầu tiên thấy hả? Dạ, nhìn nó thấy ghê quá cô ơi. Nhìn nó ghê vậy thôi, chứ thịt của nó ngon lắm á. Nè, hôm nay con nấu món canh chua cho cô nha. Làm sạch á, là phải kỳ hết cái nhớt của nó mới được á. Dạ, cô ơi, con không biết làm con cá này. Gì? Ờ, cũng phải ha. Lần đầu tiên con nhìn thấy thì làm sao con biết làm được chứ. Dạ, con xin lỗi cô. Có gì đâu phải xin lỗi, để đó cô làm cho. Nè, vậy con đi ra chợ đi, con mua đồ nấu canh chua cho cô. Dạ. Sao con không đi đi, đứng nhìn cô hoài vậy? Dạ, nhìn cô làm giỏi thiệt cô. Có gì đâu mà giỏi, nhỏ này. Con thấy lúc nào á, cô cũng mạnh mẽ quyết định mọi chuyện. Dưới tay cô á, mọi chuyện đều dễ dàng và gọn gàng hết. Làm gì bữa nay nhìn thịnh bợ cô dữ vậy? Dạ không, con nói thiệt mà. Thôi, đi chợ lẹ lẹ đi cô nương. Dạ. Chị ơi. Hả? Cho em qua nhà chú Julian chơi một chút nha. Mà nhớ là đừng có làm phiền chú Julian nhiều quá đó nha. Em biết rồi, em dễ chanh tặng chú, cho nên là em phải đến khoe chú mới được đó. Nhớ dậy ăn cơm nha. Dạ. Ê, cái đồ đáng ghét. Đi đâu không? Mình qua nhà chú Julian chơi một chút. Thôi, mình đi nha. Ở đó có gì vui mà ngày nào cũng tới hết trơn nha. Vui lắm á. Cái đồ đáng ghét lớn, hôm nay có thịt sườn không? À không, bữa nay có canh chua cá đuối. Ý, hôm nay chẳng có gì vui chứ. Cô ơi, cô học nấu cái món đó ở đâu vậy cô? Chắc là cô nấu nhiều lần rồi đúng không? Đâu có, lần đầu tiên cô nấu món này mà. Thiệt vậy hả cô? Ừ. Dễ ẹp chứ có gì. Thời buổi bây giờ hả, không biết nấu món nào á thì chỉ có lên mạng tìm cách học nấu là ra thôi. Cô á là cô ghét với mấy người mà thấy khó là bỏ cuộc á. Nấu cái gì phải nấu qua một lần rồi mới biết chứ. Dạ. Bà Mỹ à, bỏ vô nồi canh hai trái ớt, hai trái. Cái gì mà có hai trái xào cay? Nhà mình đông người như vậy phải 12 trái mới đúng. 12 trái. 12 trái có ít quá không ta? Cá thì phải khử mùi tanh của nó.
8 trái nữa cho đủ 20. Julian ơi. Ơi. Julian. Ôi Tâm Anh. Dạ, con chào chú. Ừ, chào con. Ủa, mà chú đang bận hả? Ồ, không có không có. Chú không bao giờ bận, con tới là chú sẽ luôn luôn có thời gian để chơi với con. Dạ, chú ơi, con có tranh tặng cho chú nè. Wow, con vẽ đó hả? Dạ. Đẹp quá nha. Nhưng mà cái này đó thì chú phải có món quà để đáp lễ. Đợi chú xíu. Ừ. Đây, cái này chú tặng con. À, chú ơi, chị con nói là không được nhận quà từ tay chú nữa. À, cái vụ này đó để chú gặp chị Hai nói sau nha. Còn bây giờ tại vì cái món quà của con quá đẹp cho nên là chú phải đáp lễ là con phải nhận. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, coi coi. Chú Len ơi. Hả? Ờ, ở dưới có người tìm không kìa. Ủa ai vậy? Một cô gái. No! Phương Trinh! Julian! Wow, such a surprise! Hey, what's bringing you to Vietnam? You didn't even call me. I have to see you, of course. Aren't you happy that I'm here? Oh, I'm so, so, so happy. I'm glad you came. So happy. Ai vậy? Oh, oh, so, this is my, this is what? À, my name is Wood. À, mọi người, đây là Phương Trinh. Đó là cô giáo dạy tiếng Việt của tôi khi mà tôi du học ở bên Mỹ á. Oh, mà, còn là em kết nghĩa rất là tốt bụng của tôi nữa đó. Oh. Không phải đâu, tôi là người yêu của ảnh đó. Canh chua cá đuối, canh chua cá đuối ngon nhất hệ mặt trời đây. Mời cả wow. nhà. Nhìn thấy hấp dẫn quá. Con mượn cái muỗng con. Dạ, hấp dẫn thiệt. Thử cái coi. Ngon và xuất sắc. Oh, wow. Sao cay dữ vậy con? Ủa, cay lắm hả ba? Dữ luôn á. Để em thử cái. Ôi, em bổ nhiều quá cái này hả? À. Trời ơi, chị để cái thùng ớt đây hả chị? Thì phải bỏ ớt vô mới khử được mùi tanh của cá chứ. Nhưng mà bỏ vừa vừa thôi chị. Cay rồi nào. Xem thử em luôn rồi đó. Em làm theo hướng dẫn trên mạng mà. Hey Trinh, so for how long are you going to stay here? I have no idea, you know me. Ôi nhìn em dễ thương quá hả? Nhưng mà em đi với Julian á giống như con voi đi với con chuột vậy á. Nếu như mà em đi chung với anh á giống như hai con chuột dễ thương lắm. Ủa, anh bị sao vậy? À không có gì đâu. Không có gì đâu em. Ủa mà em tính kiểu như là em về đây xong rồi em sẽ ở đâu? Em chỉ đi đây đó để thăm bạn bè thôi à. Mà anh có thể cho em ở ké lại đây có được không vậy? Thế thì vinh hạnh cho anh quá rồi. Hay là bây giờ đi lên sắp chỗ anh với em, anh cho em ở chung phòng với anh nhé. Xin lỗi mọi người nha, tụi tôi lên trước. Từ từ, anh giỡn mà, anh giỡn xíu. Không có gì đâu ạ. Bạn của anh vui tính quá ha. Thì hai người đó lúc nào cũng vậy á, nhưng mà thật ra rất là tốt bụng. Ôi, còn cô bé dễ thương này là ai đây? Em tên gì? Em tên là Tâm Anh. Tên của em cũng đẹp quá à. Ủa mà sao em quen với anh Julian vậy? Ê, anh Trinh, she's my best friend. Đó là bạn thân duy nhất của anh luôn á. Đúng không Tâm Anh? Dạ đúng. Là bạn thân nhất của chị đó nha. Nếu nói vậy thì chị em mình cùng tổ chức cuộc thi đấu rồi đó. Ủa mà em cũng dễ thương thiệt. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 7 tuổi rồi đó. Ồ vậy là em cũng còn em bé lắm đó nha. Can make spaghetti for me? I haven't had that for such a long time. Oh, alright. Well, since it's been a long time. Yeah, help me. Okay, let me help you. Yeah. Take it, take it. I'll take some vegetable here. I will take that. Okay. Chú tính làm gì vậy chú? Chú sẽ làm món spaghetti. Vậy cho con làm chung. Ơi, ngồi đó cho chú. Chú với chị Phương Trinh sẽ bắt đầu làm ha. Trinh, how is Brad doing?
Ủa chị, chị ngồi ăn luôn đi chị. Dạ thôi không cần đâu. Con đổ nồi canh chua chưa? Dạ con thấy đổ cũng hơi tiếc, mà dù sao để lại cô không có ăn được. Kỳ cục thiệt chứ, rõ ràng là làm theo đúng hướng dẫn rồi mà cũng không được. Không phải là làm theo hướng dẫn là nấu được đâu con. Ba cũng hiểu sao con tự tin mức độ vậy à? Ba này, con tự tin thì sao chứ? Ba nói đúng đó chị. Chị nghĩ lại đi, từ nhỏ tới lớn, ngoài môn taekwondo ra, chị có làm gì được gì đâu. Nè, rồi giờ tới em nữa hả? Cái vụ trang điểm đó, chị nhớ lại đi. Con có biết trang điểm đâu, đi ra ngoài tiệm cho người ta làm. Có gì đâu, có tôi làm cũng được mà. Sao không ra ngoài trang điểm cho nó đẹp con? Bữa nay là tiệc quan trọng đó. Với lại con có biết trang điểm là gì đâu. Chuyện nhỏ với con thỏ, cứ để con làm cho. Đợi con một chút. Bây giờ bắt đầu trang điểm nha. Kẻ lông mày thì dùng cây bút kẻ. Tiếp theo đó là chặt một góc 35 độ. Phần giữa lông mày và mắt thì dùng phấn màu đánh lên. Đánh càng đậm thì càng đẹp, càng đậm thì càng đẹp nè. Tiếp theo là tạo đường cho sống mũi cao hơn, cao hơn, cao hơn. Xong chưa con? Đợi con chút, sắp xong rồi. Nhanh lên mọi người chờ nè. Con xong rồi, đi thôi ba mẹ. Trời ơi! Gì vậy? Có việc gì đấy bà chủ? Đấy, đứng im để em chụp hình cho. Tôi đã học cách trang điểm thay sách. Chị, mấy tấm hình em còn giữ đó chị. Rất rõ nét. Bữa nào kiếm lại cho anh coi nha. Em cho anh coi luôn. Từ nhỏ lớn đó là vậy rồi đó. Rồi sao? Tôi là tự tin vậy đó. Con thiệt. I remember the time when I made you some shrimp and it turned out that you were allergic to it. Oh my god, that's so hilarious. Can't believe you remember that. I will always remember that. Chú ơi. Hả? Chú cho con làm chung với chú được không? Con cứ đứng đó chơi đi con nè. Tụi chú cũng sắp xong rồi nè. Hen. Dạ. Nhưng mà chú cho con làm chung đi mà. Em bé thì cứ ngồi đó chơi là được rồi, để chị làm cho. Em đâu phải con nít nữa đâu mà chị cứ kêu em là em bé hoài ạ. Wow, chị nói vậy không đúng hả? Em bé này lạ ghê nha. Đã nói là đừng có kêu em là em bé nữa mà. Được rồi. Nè, Tâm Anh, qua đây chú. Đây. Thấy chưa? Bây giờ đó, cái này là phần quan trọng nhất nè. Còn rất tiêu lên đây cho chú. Đó. Thấy chưa? Đẹp chưa? Tâm Anh đúng là giỏi nhất luôn đó. Ây da. Ủa em bị gì hả? Bị đứt tay hả? Em bị đứt tay. Đây. Thôi đi lên phòng anh lấy cái đồ anh băng cho nha. Đi. Ê Tâm Anh xin lỗi. Chờ chút xíu nha. Không ăn được luôn. Đúng là lập ra sách vở mà. Cái này nhìn ở ngoài chắc mắc cười lắm á. Tại anh biết sao không? Từ nhỏ chị hai thích tập võ không à. Còn mấy chuyện khác á, chị hai nhìn cái sách vở mà làm. Thành ra nó mới như vậy đó. Nhắc mày nhớ nha. Anh cũng từng gặp sự cố sách vở này với chị em là. Chuyện gì anh hai? Không biết có nên kể không ta? Nói đi, có gì đâu ngại. Lần đầu tiên anh hôn cổ á, anh nhớ lúc đó cái biểu hiện cổ gì kỳ lắm. Hay là mình ngồi đây được không?
sao người ta có thể vô đây ngồi ôm nhau, hôn nhau vậy được ha? Phải á, mắc cỡ chết luôn á. Hay là mình hôn nhau được không? Một, nhắm mắt lại. Hai, há miệng ra. Ba, lè lưỡi ra. Bốn, đánh lưỡi xung quanh. Lần đầu tiên anh bị sốc vậy luôn á. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu. Từng lời buồn chưa hết câu, nước mắt đã rơi khóe sầu. Wow, em hát hay quá à. Em có phải là ca sĩ không vậy? Dạ không, em chỉ thích hát và đàn chơi vậy à. Nhìn em đánh đàn mà hát á, dễ thương ghê luôn á. Chào cả nhà. Dạ, chào cô. Ủa, có chuyện gì mà đông vui vậy? Ai đây? Dạ dạ, đây là Phương Trinh, bạn gái của anh Julian từ Mỹ mới về cô. Ơ, không phải đâu bà ơi, chị không phải là bạn gái đâu. Chị chỉ là em gái kết nghĩa thôi à. Sao cũng được. Đúng rồi. Mà anh biết rõ em mà. Vậy không? Mà đừng đánh anh nữa mà. Thôi mà, cứ đánh anh. À! Ừ, chú nghe này Tâm Ý. À, rồi cháu biết rồi. Ok, bye con. Tâm anh ơi, chị Hai kêu là phải về rồi. Vậy thì con xin phép chú, em xin phép chị em về. Ê, đi đâu vậy? Ai cho con về một mình? Ngồi đó chờ chú một xíu cho nên thay đồ rồi dắt con về nha. Dạ, thôi. Em muốn xin ngủ ở lại một đêm có được không anh? Một đêm? À, được. Anh đi hỏi của chủ nhà một tiếng là được à. Bộ chị không có nhà hay sao vậy? Chị nói rồi mà, chị có sống Việt Nam đâu. Thôi, ngồi chờ chú một xíu cho nên thay đồ đi nha. Rút. Dạ, thôi con về một mình cũng được. Không có được. Giờ này sao em về mình? Ngồi xuống chờ chú một xíu, ngồi xuống. À, anh Julian, anh có muốn xem hình của anh Brad không? Ồ, anh Brad hả? Cái anh Brad mà hồi đó mà học chung với anh ở bên Mỹ mà đi du lịch mà giờ cưới cái bà vợ gì mập mập đó đúng không? Ờ, đúng rồi, đúng rồi đó. Đây, 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 coi, coi, coi. Đúng Brad này nè. Rồi sau 2 năm mà sao? Rồi nó ốm nhất vậy? Lần sau nhớ về sớm không biết chơi đồ đáng ghét. Bé khai cái này về coi. Hết hồn trời. Nó nhỏ này ăn giống gì vậy trời? Hai, ba, vô. Tôi nghe nói lúc này công ty ông hay đi Philippines lắm hả? Ừ, cô cũng thường xuyên lắm. Tại vì tôi có chi nhánh bên đó. Ồ, cũng lâu rồi mới gặp là chị Vân ha. Dạ, anh ăn chị chắc anh cũng khỏe nha. Dạ, khỏe chị. Anh ăn con tôm rồi đi. Chút nữa đi em. Miếng không à, nha. Vợ chồng hai người á vẫn tình tứ như hồi mới cưới ha. Tại tụi tôi muốn vậy mà. Đó, anh thấy bà xã, em phải học tập chị Vân, em phải chăm sóc cho chồng như vậy đó. Ý anh là muốn em luộc tôm cho anh ăn chứ gì? Ừ, đúng đi. Nè. Không. Ngon không? Ngon quá. Cái gì? Tôi luộc cho anh con tôm đi. Anh tự lột đi. Em lột giùm anh con tôm cũng được mà. Đi, lột đi. Anh không có tài hả? Mua
mình lột đi chứ. Vô. Thôi chị em mới đi học về. Cho em qua nhà chú Chu Len chơi chút nha chị. Ủa hôm qua em đi qua rồi mà. Em qua nữa. Ơ con chào chú. Dạ con chú mới về ạ. Làm gì vậy? Còn giận nữa hả? Em có biết là em quá đáng lắm không? Quá đáng cái gì? Chỉ là lột một con tôm thôi mà em cũng không làm được nữa. Em làm anh mất mặt với bạn bè của anh. Cái chuyện nhỏ xíu vậy mà cũng giận nữa. Còn em thấy nha, bạn bè của anh mới là kỳ cục á. Vợ chồng chăm sóc nhau, mấy cái chuyện đó ở nhà làm đi. Đông người như vậy làm mà không biết ngượng gì hết à. Anh thấy dễ thương muốn chết luôn. Cái gì? Làm vậy mà anh thấy dễ thương hả? Đúng, anh thấy họ dễ thương muốn chết luôn á. Con gái phụ nữ phải dịu dàng nhẹ nhàng. Còn em có chết đi sống lại cũng không hấp dẫn được ai đâu. Anh nói cái gì vậy hả? Anh dám nói vợ anh vậy đó hả? Anh nói không đúng sao? Em nói cho anh biết nha. Chẳng qua là em không thể hiện ra thôi. Người phụ nữ như em mới là hấp dẫn quyến rũ đây nè. Bớt ảo tưởng đi. Em hấp dẫn được ai? Anh nói cái gì vậy hả? Tôi mà không hấp dẫn hả? Tôi mà không quyến rũ hả? Cho em miếng đi. Cho tôi muỗng đi mai. Em có biết bữa trưa của tụi anh có như đây không? Đã trốn vô đây ăn rồi cũng theo vô được nữa. Bữa thôi. Miếng chút xíu cũng được mà. Không ăn, em hát cho hai người nghe nha. Cho miếng đi. Tại sao lại cho miếng đi. Tại sao lại đói quá đi. Thôi nè, cho ăn đi. Cảm ơn anh. Đúng nào mà đói. Quỷ quái. Ơ, em chào chị. Ủa em tới chơi hả? Dạ. Cái chị tên Trinh gì đó hôm qua có ở đây không chị? À hôm qua chị ấy có ngủ đây nè. Mà sáng nào không biết có chuyện gì chị cũng không biết nữa. Thôi em ngồi đây chơi đi. Để chị lên kêu chú Julian xuống nha. Ủa Nam Anh, con làm gì vậy? Chú. Tại sao con lại mặc áo của chị Phương Trinh vậy? Dạ Con cái gì vậy? Tại vì chú chỉ thích có một mình chị thôi. Con nói gì vậy Nam Anh? Con biết là chú thích chị. Vừa nấu ăn chung nè. Rồi còn cười tươi với chị nữa. Con nói cái gì vậy Tam Anh? Rồi còn nói con là em bé nữa chú. Hay là con là bạn gái chú nha. Chú chờ con lớn đi. Rồi đừng coi chỉ là bạn gái chú nữa. Nè Tam Anh, con có biết á, con là bạn thân duy nhất của chú không? Con là bạn thân. Vậy có nghĩa là chỉ là bạn gái của chú đúng không? Không có. Chị Phương Trinh á còn là bạn thân sau Tam Anh nữa. Tam Anh đứng trước. Hiểu không? Thiệt hả chú? Chú nói thiệt mà. Nếu vậy con không thể là bạn gái chú được hả? Chú rất là vinh dự luôn á. Nhưng mà con biết không, ở trên đời này á sẽ có rất là nhiều người còn tốt hơn chú nữa. Rồi con cũng sẽ gặp à. Không có đâu. Trên đời này làm gì có ai tuyệt vời hơn chú nữa. Chú là người tốt nhất rồi còn gì.
Thôi, con cứ chờ đi, chắc chắn là sẽ gặp được thôi. Ôi, chào em bé. Ủa sao em mặc đồ của chị vậy? Vân Trinh, tại sao em kêu một cô gái như vậy là em bé được? Nè, còn thấy người ta mặc đồ không? Cái áo này mặc còn đẹp hơn là em mặc nữa đó. Thôi, Tâm Anh, hay là bây giờ chú dắt con đi uống nước nha. Dạ. Chú ơi, sao con? Này con sẽ là bạn gái chứ được không? Trời ơi, con bé này chú rất là vinh dự luôn á. Nhưng mà hôm nay nè, con vui không? Dạ, vui lắm chú ơi. Chú có vui không chú? Tâm Anh là vui là chú rất vui luôn á. Vậy thì bây giờ chúng ta chơi chờ được bắt đi. Chú bắt con đi nè. Tâm Anh, coi chừng chú á. Dám nói mình dù có chết đi sống lại cũng không bao giờ hấp dẫn được hả? Được rồi, tôi sẽ bốc lửa, tôi sẽ hấp dẫn cho anh coi, anh chống mắt lên mà coi nè. Tôi muốn mình trở nên hấp dẫn thêm. Hãy tư vấn giúp tôi hả? Đây là nghề của tôi rồi. Bạn cứ giao cho tôi, muốn tăng sức hấp dẫn thì tôi đây kinh nghiệm đầy mình, tôi sẽ chỉ cách cho bạn. Dám nói là có chết đi sống lại em cũng không bao giờ hấp dẫn quyến rũ được hả? Ngày hôm nay em sẽ làm cho anh tan chảy xương cốt. Làm gì vậy? Trước hết hãy liếm một cành hồng rồi đưa lên miệng ngậm lấy nó. Em định làm gì đây? Tiếp theo, cách mà tôi hay làm nhất là đưa hai ngón tay của hai bàn tay lên làm như tay thỏ, rồi lắc lư qua lại một cách ngây thơ. Em tính làm gì vậy? Nói về hấp dẫn thì không thể nào bỏ qua vũ điệu Hawaii. Lấy hai bàn tay áp vào hai bên má rồi lắc hông một cách đầy quyến rũ. Đặt răng xuất chuồng hả? Rồi phát ra âm thanh man dại chính là chiêu cuối cùng. Tôi đã học cách quyến rũ theo chuyên gia tình yêu. Kết quả là chồng tôi bị ói. Con ơi, con nghe có chuyện gì hả? Bộ cô thích mưa lắm hả? Ừ. Mưa từng cơn phố, có nhớ mong sáng ngày đi cuối thu đông về. Hè sáng vội vàng quá. Đang đau lưng, thấy còn muốn hết đau lưng rồi, nóng máu quá. Đi đâu giờ mới chui ra vậy hả? Dạ con đi chợ. Đi chợ phải đem điện thoại theo chứ. Tại sao điện thoại để ở nhà? Dạ thầy con quên, con xin lỗi chú. Quên cái gì? Con có biết tại con quên điện thoại á mà bây giờ chú phải làm mấy cái việc linh tinh của con không? Bực bội hết sức à. Dạ chú cho con xin lỗi nha chú. Xin lỗi gì mà xin lỗi? Làm xong mà xin lỗi là xong hả? Đón xem tập 65 phát sóng vào lúc 19:55 ngày 24/6/2019 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1.
gia đình là số một, oh, 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 oh. Gia đình là số một, oh, 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 oh. Gia đình là số một, oh, 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 oh. Gia đình là số một, oh, oh, oh. Gia đình là số một, oh, 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 oh. Gia đình là số một, oh, 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 oh. Gia đình là số một, oh, 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 oh. Yeah. Gia đình là số một, oh, oh, oh.